mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gigelli. Trưa ngày 13 tháng 3 năm 2021, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gigelli làm sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ. Trước khi được bổ nhiệm sứ vụ tại Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gigelli đã phục vụ trong vai trò sứ thần Tòa Thánh tại Israel và Cyprus, kiêm khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine từ năm 2017 đến nay. Đối với giáo hội tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Gigelli đã để lại những hình ảnh đáng kính và ấn tượng trong suốt thời gian Ngài giữ trọng trách đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam từ ngày 13 tháng 1 năm 2011 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017. Nhân dịp Đức Tổng Giám mục Gigelli nhận sứ vụ mới tại Ấn Độ, ngày 15 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thay mặt Quý Đức Cha và Giáo hội Việt Nam gửi lời tri ân Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gigelli với nhiệm kỳ ngoại giao hơn 6 năm. Ngài đã tận tình đồng hành cùng Việt Nam. Cầu chúc Ngài muôn ơn lành trong nhiệm kỳ ngoại giao tại Ấn Độ và ước mong được đón Ngài trở lại thăm Việt Nam.